Đã bao giờ các bạn xịt nước hoa như thế này chưa? Hay là mình tin chắc rằng có nhiều bạn khi mà đang xem video này thì đang hoặc là đã từng xịt nước hoa theo cách như vừa rồi. Trên thực tế thì chúng ta sẽ không có một cái quy chuẩn nhất định hay là một cái hướng dẫn cụ thể nào cả thì phải. Bởi vì như mình đã unbox rất là nhiều chai nước hoa rồi và hình như là mình chưa từng thấy một quyển hướng dẫn sử dụng nào giống như là khi mà chúng ta đập hộp một chiếc tivi hay một chiếc tủ lạnh cả. Và khi mà đọc tiêu đề của video này thì mình tin rằng hẳn là sẽ có nhiều người cho rằng là ui sổ hồi vẽ chuyện, tôi mua nước hoa về tôi xịt thế nào là việc của tôi, miễn thơm là được, còn phải đúng cách với cả sai cách lắm chuyện. Yeah, thì mình không bác bỏ ý kiến đó. Vì thực tế thì mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau cũng như là cách sử dụng khác nhau để phù hợp với bản thân mình. Thì miễn sao mọi người thấy thoải mái là được. Và với quan điểm của mình thì dĩ nhiên việc chúng ta xịt nước hoa để thơm là không phải bàn cãi rồi. Tuy nhiên nếu như chúng ta sử dụng nó một cách đúng nhất cũng như là phù hợp nhất để đạt hiệu quả tốt nhất thì chắc chắn là sẽ hay hơn, đúng không? Và những điều mình chuẩn bị chia sẻ dưới đây thì nó sẽ không phải là lấy từ một quyển sách giáo khoa nào ra cả, mà nó chỉ đơn giản là những kinh nghiệm của mình đúc kết lại sau một khoảng thời gian khá là dài sử dụng cũng như là trải nghiệm nước hoa. Chính vì thế cho nên mình xin mạn phép mọi người đặt title của video ngày hôm nay là làm sao để xịt nước hoa một cách tinh tế. Còn bây giờ không mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ vào ngay vấn đề chính nhé. Điều đầu tiên, đừng hấp tấp, đừng vội vàng, đừng xịt nước hoa ngay lập tức, mà hãy đảm bảo cho mình một điều rằng khi mà các bạn xịt nước hoa thì cơ thể chúng ta phải sạch sẽ cái đã. Cá nhân mình thấy rằng có rất nhiều người sử dụng nước hoa với mục đích là để che đi, làm át đi mùi hương của cơ thể, thì mình không đồng tình với việc này. Bởi vì cái mùi hôi của cơ thể chúng ta kết hợp với cả mùi hương nước hoa, nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng không hay ho, không dễ chịu một chút nào cả. Nó sẽ làm người khác khá là khó chịu, đôi khi nó sẽ trở thành một cái thảm họa. Hoặc là khi các bạn xịt nước hoa lên vùng da mà vùng da đó của các bạn bị dính bẩn thì ít nhiều cũng làm méo mó, làm sai lệch đi mùi hương của chai nước hoa, thì nó cũng sẽ không đạt được một cái hiệu quả tốt nhất. Cho nên lời khuyên của mình sẽ là tuyệt vời nhất, sẽ là đẹp nhất khi mà các bạn xịt nước hoa sau khi tắm rửa sạch sẽ, hoặc không thì ít nhất đảm bảo giúp mình một điều là bạn sạch sẽ và không màu, không mùi, không vị. Một tip cực kỳ hữu ích mình muốn chia sẻ với các bạn đó là các bạn có thể sử dụng những sản phẩm lăn khử mùi chuyên dụng, thì đặc biệt là những người mà hay ra mồ hôi. Đây thì sẽ không phải là những sản phẩm lăn khử mùi có mùi mà chúng ta hay thấy như là Resona hay là Nivea, hay là những lăn khử mùi đến từ các hãng nước hoa, mà nó đơn giản chỉ có một mục đích duy nhất, đó là làm ức chế tuyến mồ hôi ở cái vùng mà các bạn sử dụng sản phẩm lên. Và tất nhiên rồi, hãy chọn những nơi bán những sản phẩm chính hãng, bởi vì là những sản phẩm lăn khử mùi này cũng rất nhiều fake trên thị trường nha. Ok, sau khi mà đảm bảo được việc cơ thể chúng ta sạch sẽ rồi thì bước tiếp theo là xịt nước hoa, đúng không? Và bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn những vùng da mà chúng ta nên xịt nước hoa vào. Chắc hẳn là các bạn đã từng nghe đâu đó rằng các chuyên gia khuyến cáo chúng ta nên xịt nước hoa vào những vùng da mà nó có nhiều mạch máu. Thì điều này sẽ làm nước hoa của chúng ta khi mà chúng ta vận động, nhiệt độ cơ thể tăng lên, sẽ giúp cho các phân tử tỏa hương tốt hơn, đúng không? Thì vị trí đầu tiên mà rất nhiều người xịt đó chính là phần cổ tay. Tuy nhiên cá nhân mình lại gần như chẳng bao giờ xịt nước hoa lên cổ tay cả. Bởi vì với cổ tay thì khi mà chúng ta làm việc này, gõ bàn phím này, và đặc biệt là đang sống trong một cái thời kỳ Covid, phải rửa tay liên tục vân vân và mây mây, thì những việc mình vừa kể trên nó sẽ rất dễ làm cho nước hoa bay mùi nhanh hơn bình thường. Một cách xịt nước hoa khá là phổ biến đó là xịt lên cổ tay, xong rồi chà sát sát, xong rồi xoa lên cả cổ nữa. Bởi vì những phân tử nước hoa nó khá là mỏng manh, cho nên là khi mà các bạn chà như vậy, nó sẽ rất dễ làm vỡ các phân tử nước hoa, nó sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới mùi hương cũng như là khả năng lưu mùi của chai nước hoa. Do đó thì thay vì xịt vào phần cổ tay thì mình sẽ khuyên các bạn xịt vào phần khuỷu tay. Đây là nơi tập trung khá nhiều mạch máu, và khi mà các bạn vận động thì nó cũng có thể tỏa hương khá là tốt, không thua kém lắm so với phần cổ tay đâu nhá. Cao hơn thì các bạn có thể xịt vào phần bắp tay cũng được. Ok, vị trí số 2 mà mình muốn nhắc tới ngày hôm nay đó chính là vị trí phần cổ. Một số bạn cho rằng cái việc khi mà chúng ta xịt nước hoa vào cổ xong rồi đi chơi với người yêu, xong rồi quấn quýt hôn hít nhau thì người nó rất là bánh quấn, đúng không? Tuy nhiên thì có một vài lý do sau đây mà mình khuyên các bạn không nên làm điều này. Điều thứ nhất là có khá là nhiều chai nước hoa mùi khá là nồng và đậm, phải tầm độ 15-20 phút sau khi xịt thì mùi hương nó mới dịu bớt đi. Thì khi mà các bạn xịt trực tiếp giữa cổ như thế này thì cái mùi hương nó bốc tỏa lên, nó xộc thẳng vào mũi chúng ta, sẽ đôi khi sẽ gây ra một cảm giác khó chịu. Chưa kể các bạn có thể thấy một điều rằng khi mà chúng ta xịt ở phần cổ ấy, thì khi mà chúng ta đi ngoài đường thì tác động từ nắng, từ gió nó cũng sẽ phần nào đó làm cái mùi hương của chúng ta bay đi nhanh hơn bình thường. Điều này thì không phải là mình nghĩ ra, mà mình đã từng nghe trong một video chia sẻ của perfumer
Roger Dove, ông có chia sẻ về vấn đề này và cá nhân mình thấy nó khá là đúng. Vậy nếu như không xịt ở cổ thì xịt ở đâu? Thì thay vì xịt ở trực tiếp giữa cổ, chúng ta có thể chuyển qua xịt ở phần dưới tai. Việc xịt nước hoa ở phần dưới tai nó sẽ cải thiện được những cái vấn đề mà mình vừa nói ở trên. Mà khi các bạn âu yếm ôm ấp người khác, người ta vẫn ngửi được mùi hương của các bạn rất là rõ. Vậy thì vừa tinh tế này, xong lại vừa gọi là không bị khó chịu này, xong lại còn lưu mùi lâu hơn nữa thì ai mà chả thích, đúng không? Và có một vùng da mà cá nhân mình không bao giờ bỏ lỡ mỗi khi xịt nước hoa, đó chính là đâu các bạn biết không? Đúng rồi đấy, ở gáy. Thì khi mà các bạn xịt nước hoa ở gáy thì khi mà các bạn đi qua đâu thì dư âm mùi hương của các bạn sẽ để lại ở đó. Việc này sẽ dễ dàng khiến cho người khác có thể cảm nhận cũng như là ngửi được mùi hương của các bạn. Ngoài ra thì phần sau gáy nó cũng chính là phần tiếp xúc giữa da và tóc. Và tóc lại là một nơi giữ mùi hương khá là tốt, cho nên là khi mà các bạn xịt hoa vào gáy thì phần nào đó nó sẽ giúp cho khả năng lưu mùi nó tốt hơn một chút xíu nho nhỏ. Và anh em cứ tưởng tượng đơn giản như thế này: bây giờ chúng ta đang đi ngoài đường, bắt gặp một ai đấy mà chúng ta cảm thấy thú vị hay ho chẳng hạn, mà muốn tạo ấn tượng thì chỉ cần một mùi hương tỏa ra từ gáy bước qua người ta, phát người ta ngoái lại nhìn mình thì có thích không, thích bỏ từ này chứ, đúng không? Ngoài ra cũng có một vùng nữa mà mình cũng khuyên các bạn nên xịt, đó là ở phần hai vai. Và chúng ta xịt thì hãy cố gắng xịt lên áo, bởi vì khi mà xịt lên áo thì nó sẽ lưu mùi tốt hơn là trên da của chúng ta. Vậy thì một lần xịt nước hoa tiêu chuẩn sẽ là như thế nào? Với mình sẽ là một phát ở gáy này, hai phát ở dưới tai này, hai phát ở vai, tổng là 5 phát. Hoặc là các bạn có thể thay ở hai phát ở vai bằng hai phát ở khuỷu tay cũng được. Thì với mình 5 phát là một con số khá là tiêu chuẩn cho mỗi một lần xịt nước hoa. Tất nhiên là các bạn cũng phải lựa vào cái thời tiết này, môi trường này, cũng như là bản thân chai nước hoa của các bạn nó có hardcore, nó có đậm không hay nó có nhẹ không, thì các bạn sẽ tùy chỉnh làm sao cho phù hợp với cá nhân của mỗi người nhá. Ok, như vậy chúng ta đã xong về cái việc gọi là những vị trí xịt nước hoa. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần mà tưởng đơn giản nhưng mà không hề đơn giản lắm, đó là xịt làm sao cho nó đúng. Các bạn hãy luôn cầm chai nước hoa cách cái phần da chúng ta định xịt khoảng 15-20cm, sau đó bấm xịt một cách dứt khoát làm sao cho nó ra dạng xương và nó bám đều trên da. Và bản thân mình gặp rất nhiều trường hợp là các bạn xịt nước hoa một cách rất là rón rén cũng như là dè dặt, không biết là sợ một phát xịt nó nhiều hay là muốn tiết kiệm đi nữa, thì xịt như vậy nó sẽ rất dễ bị ra cái dạng tia nước. Khi mà các bạn xịt như vậy ấy, thì nó vừa không tiết kiệm này mà nó lại vừa gọi là không đạt hiệu quả nhất nữa. Cho nên là các bạn cứ xịt một cách thật thoải mái và dứt khoát cho mình, xịt tự tin lên. Thì nếu như các bạn áp dụng cách xịt như mình và xịt ở những vùng da như mình vừa chia sẻ, thì như vậy là các bạn đã có một cách xịt nước hoa nó tương đối là văn minh cũng là tinh tế rồi. Và còn một điều cuối cùng mà mình muốn nói trong ngày hôm nay, đó là cái kiểu xịt nước hoa ra không khí xong rồi bước vào. Cá nhân mình cho đến thời điểm hiện tại vẫn không nghĩ ra là ai là người sáng tác hay là phát minh ra cách xịt nước hoa như vậy nữa. Nhưng mình có thể chắc chắn một điều rằng khi mà chúng ta xịt nước hoa như thế thì nó sẽ rất tốn, sẽ rất phí nước hoa. Bởi vì sao? Vì khi mà các bạn xịt như vậy thì sẽ có một lượng lớn những phân tử nước hoa bay trong không khí, không tiếp xúc được với da của chúng ta. Chưa kể là khi mà nó bay tứ tung như vậy thì rất dễ nó sẽ bay vào mắt hoặc là mặt hay là da của chúng ta, những nơi khá là nhạy cảm. Thì có vẻ cái việc mà xịt nước hoa ra không khí xong bước vào nhìn nó rất là fabulous, nó rất là tranh xả đấy, nhưng nó lại kém hiệu quả. Ok, thì vừa rồi là những gì mà cá nhân mình đúc kết được trong một khoảng thời gian rất là dài sử dụng, trải nghiệm những chai nước hoa khác nhau. Thì mình đúc kết được một cái gọi là một cái cách xịt nước hoa làm sao cho nó tinh tế nhất. Thì tất nhiên vừa rồi chỉ là quan điểm cá nhân chủ quan của mình thôi, nhưng mình thấy mình chia sẻ cho mọi người áp dụng nó khá là hiệu quả và đúng, cho nên là mình cũng muốn chia sẻ với mọi người. Thì nếu như mọi người có cách xịt riêng hay là có cách sử dụng riêng, có quan điểm riêng, thì mình hoàn toàn ủng hộ, không vấn đề gì cả. Còn nếu như những ai chưa biết thì hoàn toàn có thể thử và áp dụng theo cách của mình nhá. Thì không biết là ở đây có anh em nào xịt giống mình không, hoặc là có cách xịt nào nó hay ho thú vị thì anh em chia sẻ xuống phần bình luận với mình nhá. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình hôm nay. Mọi người đừng quên bấm nút đăng ký bên cạnh và chuông bấm nút để không bỏ lỡ bất cứ video nào của mình. Còn bây giờ thì tự nhiên đợt này lại quên được nhỉ. Bye bye.